đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả cho xã hội, cho đất nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước. Đồng chí Trương Thị Mai cũng gửi lời chúc năm mới tốt đẹp, an lành đến đông đảo tăng ni Phật tử. Và công tác trong họ Tết trong dịp Tết trời hay mọi đã với thăm nhà dân và tặng quà nhà. Tiếp tục ghi nhận thêm 19 ca mắc mới lây trong cộng đồng. Và đáng chú ý là thêm 2 tỉnh có ca mắc là Điện Biên và Hà Giang. Hầu hết đều liên quan đến các liên quan đến việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại cách ly tại một số địa phương, Văn phòng Chính phủ vừa có cuộc sẽ diễn ra. Chuyên gia dịch tễ cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chỉ có khả năng lây lan và dịch lây lan thời gian của bệnh trong 14 ngày. Ví như vậy là có một số là những phản ứng nhanh, chưa khởi phát nhanh, khởi phát nhanh như là cơn virus mà Bộ Y tế cũng đã công bố 3 sự thay đổi trong chiến lược chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Đáng chú ý là những thay đổi về phương thức xét nghiệm và cách ly. Hai, để xác định ca dương tính. Thứ hai, trong trẻ dưới 5 tuổi có thể. Thời gian qua, rất nhiều trường hợp đã bị xử lý vì thông tin sai sự thật. Tại Hà Nội, từ hôm qua đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông liên tiếp cục đoàn kết để đưa dịch bệnh. Vào ngày hôm nay tại trụ sở Bộ Y tế, đại diện của Liên Việt Postbank và Thái Holdings đã dành tặng 21 tỷ đồng cho chính phủ cho một số tiền. Hôm nay, Phó Thủ tướng Bộ Y tế